Công an huyện Thái Thụy vừa triệu tập 11 đối tượng thanh thiếu niên trú tại thành phố Hải Phòng có hành vi dùng hung khí đánh người gây thương tích xảy ra trên địa bàn. Trước đó vào khoảng 22 giờ ngày 14 tháng 3, anh Lê Đức Duy điều khiển xe mô tô chở anh Hoàng Đức Thiện, sinh năm 2006, trú tại xã Minh Tân, huyện Kiến Dương, di chuyển trên quốc lộ 37. Khi đến địa phận thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, thì bị một nhóm thanh niên lạ mặt chưa rõ danh tính điều khiển xe máy cầm theo gậy sắt, vỏ chai bia, thủy tinh đuổi theo. Sau đó các đối tượng đã cầm vỏ chai bia ném vào xe do anh Duy điều khiển. Anh Duy bỏ chạy thì bị nhóm thanh niên đuổi theo chặn đánh. Hậu quả anh Duy bị thương ở vùng mặt, phải sơ cứu, khâu vết thương. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Thái Thụy đã triệu tập 11 đối tượng liên quan trong độ tuổi từ 15 đến 18 tuổi, có hộ khẩu thường trú tại thành phố Hải Phòng, đồng thời củng cố hồ sơ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.